Rồi giờ mình hái táo cho các bạn xem nè, cho các bạn xem táo của nhà mình nè. Không, ở chỗ này nè các bạn thấy có mấy chùm táo đỏ đỏ không? Đó, nó đang đỏ đỏ nè. Đó, đỏ đỏ nè. Bữa giờ nó rụng quá trời luôn các bạn, mình cho bớt rồi đó. Đó, giờ mình hái một trái cho các bạn xem ha. Nè, xuống đây nè, đây nè. Đây nè. Đó, nhẹ nhàng thấy không? Nè, táo nè các bạn. Táo ngon không? Không có bị dập gì hết. Mình hái như vậy nó sẽ không bị dập. Đó. Giờ trái khác nè. Trái này như bị đang bị ruồi ăn nè. Đó, trái này còn đẹp luôn nè. Ô, trái ngon không? Táo năm nay đẹp, ngon lắm các bạn. Đó, sạch sẽ rất là ngon. Ok, vậy ha. Chút nữa hay tiếp. Rồi mẹ hái táo coi, mẹ hái táo cho Kenny coi, coi chừng rớt trúng đầu Kenny nha. Wow, đưa cho Kenny. Ôi, trái này chim ăn rồi. Này còn quá trời luôn nè các bạn. Các bạn thấy không? Quá trời nè, còn cái này nè. Cũng gần hết mùa rồi, cũng gần hái cũng gần hết rồi. Hái hết luôn đi em, mấy trái đỏ quá trời kìa. Coi chừng Kenny xích ga nè, coi chừng trúng đầu Kenny nè. À. Nhé. Ơi cho nó đẹp á Kenny. Đẹp không Kenny? Đẹp. À đưa ba. Thank you. À, rồi mẹ hái tiếp nè. Coi chừng trúng đầu Kenny nha. Ôi trái này đã quá nè. Đây cầm ra luôn. Trái này còn cuốn luôn nè Kenny. Ờ rồi. À, không nó. Ủa trái này bự nè Kenny, trời ơi bự bằng trái. Bự ngoài siêu thị luôn. Bự bằng táo ngoài siêu thị luôn á. Trời ơi trái táo nè các bạn. Ờ à, trong nội táo á. Nè bự bự như táo ngoài siêu thị ha. Kenny, nữa kìa. Wow. Ê có con ladybug trong này nữa nè Kenny. Ladybug ở trong này nè, ladybug ăn đang ăn táo nè. Tối nay tụi mình nướng thịt ăn. Tận dụng những ngày cuối cùng của hè. Đó, nướng thịt nướng tôm với lại ngoài đây bạn Sam đang hái táo. Trái này đẹp nè, trái này đẹp. Ừ đẹp đi đây Kenny. Để bắt cấp cho. À táo nhà mình nè các bạn. Ha. À, bạn Sam đang hái táo. Bữa giờ mình cũng tận dụng được cái lò này nhiều lắm các bạn. Mua về rất là đáng tiền. À, có thể ăn. Có thể là làm đồ nướng ăn. Tí này là chỉ là bếp ga thôi, nướng nó sẽ không ngon bằng bếp than á, nhưng mà thôi cũng có được cũng lẹ. Coi như có đồ nướng ăn. Không có cần phải nhóm than gì hết, nhóm than lâu. Đó. Ok. Hello các bạn, hôm nay buổi chiều tụi mình sau khi làm xong công việc, ăn uống xong thì có hứa với bạn Kenny là cho đi tuột tuột. Bạn Kenny kêu tuột tuột có nghĩa là đi chơi cầu tuột á các bạn. Đi chơi playground, nó có mấy cái cầu tuột á. Đó, thì hứa với bạn Kenny đi chơi, bạn Kenny đòi bữa giờ. Kenny nhớ nha các bạn. Đó, bữa hứa là hứa xong là đòi hoài luôn, mình không làm là đòi hoài luôn. Nên đã hứa với Kenny là phải làm. Đó, cho nên chiều hôm nay tụi mình đi ra có công viên này ở gần nhà. Mình mới phát hiện ra chỗ này. Công viên này rất là đẹp luôn các bạn. Rất là ok ha. Để quay vòng vòng cho các bạn xem. Đây là cái công viên ngay chỗ cái playground luôn các bạn. Ở đây nó rất có đầy đủ luôn à. Các bạn thấy cái công viên rất là rộng. Không, có người ta đang đạp xe đạp kìa. Thấy đã không? Bên kia có sân banh, có sân để đá banh nè, có hàng rào đồ luôn. Đó. Rồi ở đây có dọc những cái dãy nhà mà 3 story. À, đó, các bạn thấy nhé, mấy nhà này là nhiều phòng ngủ lắm á. Mấy nhà này là nhà bự á. Nè các bạn thấy ví dụ như căn này nè, các bạn thấy cái chỗ này là basement nè. Basement nổi luôn. Ở đây là một tầng nè, ở đây một tầng nữa nè là 3 story. Thấy không? Ở đây có một cái sân bóng chày. Đây. Đó.
À, chỗ này có mấy cái chỗ đánh bóng chuyền trên cát nè, giống như dạng bóng chuyền bãi biển á. Mọi người xuống này chơi quá trời nè các bạn. Như không? Hôm nay trời đông quá trời đông luôn các bạn. Đông nghẹt luôn. Đó, người ta làm mấy cái sân này chơi rất là lành mạnh phải không? Dưới kia thì có bóng đá. Đó. Đó, mấy đội đang đá bóng đá banh. Còn trên này thì bóng chuyền. Chỉ là không có sân cầu lông ngoài trời. Mình thì ít đánh cầu lông hơn. Rồi ở đây nó có mấy chơi khu playground nè các bạn. Đó, thằng nhóc mình đang chơi. Hay quá. Tụt tụt Kenny ơi. Đây là một cái trò leo trèo vận động cho các bạn nhỏ. Thấy không? Đó. Bạn Kenny đang chơi nè, đó. Khoái, bạn Kenny khoái chơi leo trèo này lắm. Không thích chơi nước, không thích bơi lội. Nhưng mà leo trèo này thì ok. Đây là bên phía bên kia của cái công viên nè các bạn. Quá trời bự luôn. Trời, công viên này mình mới phát hiện ra luôn á. Ở đây nhìn thấy nó yên tĩnh ha. Nó có một cái khu condo nè. Townhouse condo. Townhouse này đang xây. Xong cái đi ra đây có mấy cái ghế để ngồi. Cũng lý tưởng quá ha. Ở đây cũng có ghế ngồi nè. Bãi cỏ đồ. Đó. Khu này khu vận động cho mấy đứa lớn rồi. Mấy đứa nhỏ không có chơi đây được. Mấy nhỏ phải chơi bên cái hồ nước kia kìa. Đó, đây là một cái khu townhouse đang xây. Mới tin. Ủa, có người ở không ta? Sao thấy có xe à ta? Đó, đây condo. Condo này cũng mới tin. Nhìn khu condo này nhìn văn minh quá ha. Nhìn sạch sẽ ghê. Đó, có hàng rào này nọ luôn. Có người cắt cỏ này nọ, cỏ thẳng thớm nè các bạn. Đó, đi ra đây. Đó, đây có một cái fire pit để đốt lửa. Còn ai muốn chơi nước thì đi xuống dưới đây. Cái khu dân cư này được quá nè. Nhìn nó rất là văn minh. Có đầy đủ tiện nghi xung quanh. Có nhà thờ luôn nè. Đây là đường cái. Hello các bạn. Hôm nay là một ngày chủ nhật khá đẹp trời. Trời nắng nóng 29-30 độ C nha các bạn ở ngoài. Nhưng mà hên là cái sân của mình nó cũng mát vào buổi chiều cho nên không có nóng lắm. Hôm nay mình ra đây mình ngồi nói chuyện chia sẻ với các bạn. Mùa hè gần dần kết thúc rồi. Mọi khi là sau cái lễ Labor Day là trời nó sẽ bắt đầu se lạnh. Bữa giờ chỉ xe lạnh vào buổi sáng thôi chứ buổi trưa nó vẫn nóng như thường à. Năm nay mình phán đoán dự báo thời tiết nó chật lất hết trơn các bạn. Đó, vui lắm. Năm ngoái thì tại vì mùa đông nó khá là dài. Nó tới khoảng tháng 4, tháng 5 nó mới hết lạnh. Đó, năm nay thì không biết như mùa đông có tới sớm không. Thì để coi như thế nào. Hiện thời vẫn còn nóng lắm. Và hiện thời vẫn còn nóng. Thành ra cũng hy vọng là mùa đông nó tới trễ chút xíu. Đó, để còn enjoy được những ngày cuối của mùa hè. Chuẩn bị bước qua mùa thu se lạnh. Đó. Rồi hôm nay thì như các bạn đọc ở cái tiêu đề của cái clip thì các bạn cũng thấy là mình đã ở Canada được hơn 5 năm rồi các bạn. Đó. Hồi lúc mình qua là khoảng 28-29 tháng 8. Đó. Bây giờ là hôm nay là nhiêu ta? Hôm nay là 6 tay 7 tay tháng 9 rồi. Mới hơn được có mấy ngày thôi, khoảng 1 tuần lễ thôi. Đó, thì tính ra cái mốc đó là mình đã ở khoảng 5 năm được 1 tuần. 5 năm 1 tuần. Đó, thì trong 5 năm vừa qua thì mình làm được cái gì, mình đạt được những cái gì. Đó, thì mình muốn chia sẻ lại cho các bạn một chút. Ở đây là không phải là mình đang khoe về mình có được cái những cái gì ở Canada, mà mình muốn là mình chia sẻ cho các bạn thấy được là trong 5 năm mình đã phải trải qua những cái điều gì. Đó, để cho các bạn có thể hình dung được. Tại vì nếu một số mình biết có một số bạn ở Việt Nam á,
là đang có ý định đi định cư Canada, và rất nhiều anh chị và các bạn hỏi mình các chương trình định cư rồi cuộc sống Canada nó như thế nào, nhưng mà vẫn loay hoay chưa biết đường đi như thế nào. Đó thì theo như các bạn cũng biết là trong 5 năm vừa qua là mình ở được 5 năm, nhưng mình đã đi được 4 tỉnh bang, bay đi bay về bay đến bay lui 4 tỉnh bang để tìm con đường định cư. Cụ thể thì mình không chia sẻ ở đây, nhưng mà nói chung là đi như vậy đó các bạn, để tìm định con đường định cư. Trình định cư này nó rất là nó khó, nó đòi hỏi rất là nhiều thứ, và chúng ta phải thay đổi hoặc là chúng ta phải thích nghi như thế nào đáp ứng được cái nhu cầu của chính phủ người ta đề ra để mình có thể thích hợp với cái chương trình định cư để mình xin là APR ở lại. Thì các bạn chuẩn bị tâm lý để trước khi mình bắt đầu vào cái hành trình này. Trong 5 năm vừa qua đó các bạn, đối với bạn Sam cũng là một cái thành tựu. Bạn Sam đi qua đây học, học xong rồi tốt nghiệp, bạn Sam có việc. Rồi sau đó tụi mình nộp đơn xin để cử tỉnh bang ở tỉnh Alberta. Và cuối cùng tụi mình cũng đã có được cái PR. Nói chung là một con đường khó khăn, nhưng mà nó cũng suôn sẻ theo những gì mà tụi mình lên kế hoạch. Tất nhiên là kế hoạch tụi mình nó không hoàn mỹ. Lúc mà mình vạch kế hoạch ra nó đi từ A đến B đến C. Nhưng mà đi đến B rồi thì tụi mình lại gặp một số những cái trục trặc, tụi mình phải thay đổi. Và tụi mình thay vì đi đến C thì tụi mình phải đi đến D, đến E, đến F. Đó, vân vân. Nhưng mà cuối cùng nó cũng ra được trái ngọt. Thì đó là cái hành trình của mình. Đó, thì quan trọng là bây giờ khi mà các bạn vạch ra cái con đường định cư là các bạn phải có kế hoạch. Thì đó là tất nhiên rồi. Nhưng mà cái kế hoạch đó không thể nào mà 100% hoàn mỹ được các bạn. Nhiều anh chị hỏi mình không muốn là đi từ A cho đến Z luôn, là đi hoàn mỹ là theo những gì anh chị đó, là hoàn mỹ về mặt cuộc sống, về mặt PR, về mặt công việc, về mặt học hành cho con, về mặt nhà cửa. Mà nó không thể nào mà các bạn có thể đáp ứng được tất cả những cái đó trên khi mà kiểu các bạn lên kế hoạch được. Cái kế hoạch đầu tiên của các bạn là các bạn phải vạch ra được các bạn đi theo con đường nào để xin PR một cách hợp pháp ha. Cái đó là đầu tiên, có PR đi đã, rồi mà sau đó mình sẽ có những cái chiến lược khác về nghề nghiệp, về công việc, về nhà cửa này nọ sau. Đó. Thì mình cứ lo trước cái kế hoạch chung đi đã, rồi sau đó mình sẽ vô những cái kế hoạch chi tiết và mình sẽ thay đổi. Tại vì những cái con đường định cư, những cái chương trình định cư nó thay đổi hàng năm. Các bạn không thể nào mà thích ứng được hoàn toàn với nó hết được. Đó, các bạn phải thay đổi theo nó. Đó, cái đó là cái điều mà mình muốn nhắn nhủ cho các bạn. Đó, thì trong năm vừa qua có một chị hôm bữa mới chat với mình, mới hỏi mình một câu là trong cái cuộc sống của mình ở Canada trong bao nhiêu thời gian vừa qua đó thì mình cảm nhận thế nào về Canada. Thì đây là cảm nhận riêng cá nhân mình nha các bạn. Thì mình thấy là cuộc sống Canada, con đường định cư, xin PR này nọ khó khăn mình nói rồi. Bây giờ nói về cuộc sống thì cuộc sống ở Canada, như các bạn biết là ở Canada nó cũng không phải tất cả đều là màu hồng. Có rất là nhiều vô vàn những cái khó khăn. Khó khăn về mặt ngôn ngữ, khó khăn về mặt văn hóa. Nhất là về công việc, các bạn rất là khó những kiếm những cái công việc mà phù hợp cho các bạn. Mình thì tại vì mình may mắn là mình có một số cái kỹ năng về lập trình, về IT này nọ ở Việt Nam rồi. Cho nên thành ra qua đây mình đi kiếm việc, mình kiếm được đúng và mình làm đúng theo cái ngành nghề mình mong muốn và có được một cái mức lương cũng khá là ok, cho nên cuộc sống của mình nó cũng không đến nỗi là khó khăn và cũng không đến nỗi là bất vả như mọi người đó. Nhưng mà mình luôn luôn hiểu cái vị trí của mình luôn luôn hiểu được những người xung quanh mình họ phải trải qua những điều gì đó, cho nên thành ra mình không thể nào mình nói cuộc sống ở Canada rất là toàn mỹ, rất là hạnh phúc được. Mình thì cá nhân gia đình mình hạnh phúc tại vì tụi mình được may mắn có được công việc, có được mọi thứ, mọi điều kiện nó rất là phù hợp với tụi mình. Tất nhiên xung quanh đó có những cái khó khăn, giống như các bạn có thể thấy là 5 năm mà mình đi 4 tỉnh bang, mình phải rời tỉnh bang này, rời tỉnh bang kia, đó, đi qua tỉnh bang kia để mình kiếm con đường định cư, thì cái điều đó nó không dễ dàng tí nào. Đối với tụi mình thích nghi được với sự thay đổi. Đó, cho nên thành ra tụi mình đã đáp ứng được cái sự thay đổi. Còn quan trọng là các bạn có thích nghi mà có được đáp ứng được cái sự thay đổi đó hay không.
Đó, cái đó là cái điều mà mình muốn các bạn có thể suy nghĩ và nhận ra. Thì nói về gia đình mình thì tính đến thời điểm hiện tại thì tụi mình cũng khá là ok, ổn, không phải là giàu có gì, không phải là dư giả gì, nhưng mà tụi mình đủ ăn đủ mặc, đủ sống, đủ cho con đi học, và tụi mình có thể enjoy được cái cuộc sống. Đó, nói chung là 5 năm vừa qua đối với tụi mình á là một thành công ha. Đối với tụi mình là một thành công. Tụi mình xác định được con đường để đi, tụi mình lên kế hoạch được, tụi mình đã trải qua được những cái khó khăn để tụi mình có thể thích nghi với nó, và các bạn tụi mình đã có thể hòa nhập vào cái cuộc sống ở đây. Đó, thì đó đối với tụi mình là một thành công. Thì tụi mình muốn cái chia sẻ cái này cho các bạn, để các bạn có thể gọi là, có nhiều anh chị rất là băn khoăn, không biết có nên đi hay không, và đi không biết là có thể phù hợp, có thể thích nghi được hay không. Đó, thì mình chia sẻ lại cho các bạn, mình làm được thì các bạn làm được. Các bạn, nếu các bạn đã coi những cái video của YouTube mình á, từ ngày đầu á, các bạn cũng đã biết mình đi qua đây với hai bàn tay trắng, không có cái gì hết. Mình không có gì mà không có ai dựa dẫm, không có tiền bạc, không có bất cứ cái gì để mình có thể gọi là khoe khoang được hết. Nhưng mà mình làm được, mình hôm nay mình có được một cái thành tựu nhỏ nhỏ của cá nhân của mình như vậy. Đó, thì mình cũng muốn chia sẻ lại để truyền cái động lực cho các bạn. Hy vọng là các bạn đừng có nản chí trong cái con đường xin định cư. Nếu các bạn chưa có đi, còn ở Việt Nam, thì nên lên kế hoạch đi, thực hiện liền đi, đừng chần chờ nữa. Còn nếu mà các bạn đã đi qua Canada này rồi và đang gặp khó khăn, chưa có tìm được con đường định cư của mình, thì các bạn hy vọng là các bạn vững chí, vững ý chí, đừng có nản lòng. Mình thua keo này, mình bày keo khác. Giống như mình nhá, mình thua keo này mình bày keo khác. Mình sẽ rồi ông trời, nếu mà và nếu mà mình vững chí như vậy á, thì ông trời sẽ không phụ lòng của mình đâu. Mình tin là như vậy, hiện các bạn hy vọng các bạn cũng sẽ như vậy ha.